Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2020. Sự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Phách, Cao Văn Cường, Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Doãn Thế Cường, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Toản, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Diễn văn kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng do đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nêu rõ. Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, ngành tổ chức xây dựng Đảng luôn đáp ứng tốt nhiệm vụ. Tháng 10 năm 1947, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên được thành lập là cơ quan tham mưu chuyên trách trực tiếp về công tác xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên và công tác cán bộ. Trải qua các giai đoạn lịch sử khác nhau, nhất là trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị có liên quan, tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp thực hiện đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Nổi bật là đã tham mưu thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế, công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ và phát triển đảng viên được chú trọng. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ ghi nhận đánh giá cao vai trò và trách nhiệm của cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng trong công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm tốt công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác tổ chức cán bộ của tỉnh qua các thời kỳ nói riêng. Nhất là trong tham mưu cho tỉnh về công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, đánh giá cán bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí lưu ý ngành tổ chức xây dựng Đảng cần thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, tham mưu và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của ngành tổ chức xây dựng Đảng, đồng chí nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 tiếp tục hoàn thiện các quy định, quy chế, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, tạo chuyển biến thực sự trong công tác cán bộ trên tất cả các khâu, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí và sử dụng cũng như chính sách cán bộ. Thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ, tăng cường quản lý đảng viên ở cả nơi công tác và nơi cư trú, quan tâm bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu của các cơ quan đơn vị có phẩm chất và năng lực, có bản lĩnh và trí tuệ, được rèn luyện trong thực tiễn, đi đầu trong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trước mắt, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp cùng với các ban xây dựng đảng tỉnh và văn phòng tỉnh ủy tập trung tham mưu giúp tỉnh ủy tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, công tác phân công kiện toàn các chức danh sau đại hội và lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp. Sau đại hội, ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh cần sớm giúp cấp ủy xây dựng hệ thống các quy chế, quy định về sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp, tham mưu trong việc phân công nhiệm vụ cấp ủy viên, kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị, chuẩn bị một đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, trình độ, có tâm huyết và trách nhiệm với nhân dân, với đảng để thực hiện thành công chiến lược phát triển của địa phương và tham gia cùng với cả nước. Nhân dịp này, Ban Tổ chức Trung ương tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng cho 24 cá nhân có đóng góp vào sự nghiệp tổ chức xây dựng Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 12 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng giai đoạn 2015-2020.